ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa, chọn những nụ cười xin kính chào quý vị khán giả rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình mỗi ngày một niềm vui thưa quý vị nhiễm run đường ruột là một căn bệnh khá phổ biến trên thế giới và được coi là một trong những vấn đề sức khỏe cộng đồng quan trọng Ngoài lây nhiễm qua đường ăn uống thì trứng run còn có thể lây nhiễm qua không khí hoặc cũng có thể là qua giao tiếp. Trong đó thì môi trường học đường được coi là nơi ẩn chứa nhiều nguy cơ lây nhiễm và nếu như không được phát hiện cũng như là điều trị kịp thời thì nhiễm run đường ruột có thể ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như chất lượng học tập của trẻ nhỏ. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể giải quyết vấn đề này? Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với chuyên gia của chương trình để cùng tìm hiểu về chủ đề nhiễm run trong môi trường học đường. Đừng chủ quan! Xin được giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thanh Dương, Viện trưởng Viện Sốt rét Ký sinh trùng Côn trùng Trung ương. Và xin chào MC, xin chào quý vị khán giả của Đại truyền Việt Nam. Trước khi bắt đầu chương trình thì xin mời bác sĩ cũng như quý vị khán giả sẽ cùng theo dõi một đoạn clip sau đây. Thống kê gần đây của Viện Sốt rét Ký sinh trùng Côn trùng Trung ương cho thấy có khoảng 45 triệu người dân Việt Nam nhiễm run. Trong đó, trẻ em học sinh là đối tượng dễ bị nhiễm run nhất tỷ lệ trẻ em nhiễm run ở khu vực phía Nam là 10 đến 20%, trong khi ở miền Bắc vẫn còn có nơi lên đến hơn 80% trẻ nhiễm run. Và môi trường học đường được xác định là môi trường thuận lợi để run lây nhiễm chéo, vì chỉ cần một trẻ bị nhiễm run là có thể lây nhiễm cho các bạn cùng lớp, đến khi về nhà thì lây nhiễm cho người thân. Đây là nguyên nhân khiến trẻ dễ bị tái nhiễm run. Thưa bác sĩ, có nhiều phụ huynh thắc mắc rằng là mặc dù đã tẩy run cho con nhưng không hiểu tại sao chỉ một thời gian thì con lại bị tái nhiễm và có phải môi trường học đường là điều kiện tốt để run lây nhiễm chéo cho các trẻ không ạ? Hiện nay thì cái tỷ lệ nhiễm run ở một số các trường, ở một số các cái tỉnh thì nó vẫn còn cao. Thế thì môi trường học đường cơ bản là cái môi trường tốt, an toàn, sạch sẽ cho các cháu. Tuy nhiên thì nó cũng có những cái yếu tố nguy cơ dẫn đến cái việc lây nhiễm run cho các cháu. thì sau khi mà các cháu bị chơi đùa ở trong môi trường, các cháu có thể tiếp cận với các cái trứng run sán trong môi trường. các cháu có thể hít phải, sờ phải và trong quá trình giao lưu với nhau thì các cháu có thể là bắt tay nhau rồi chơi đùa với nhau dẫn đến cái việc là nó lây nhiễm trong cái cái quá trình chơi đùa rồi giao tiếp và tiếp xúc trực tiếp tay với tay hoặc là trong quá trình ăn uống sinh hoạt thực phẩm mà tươi sống mà nó có nhiễm các cái trứng run thì các cháu cũng vẫn có thể lây nhiễm như vậy là cái môi trường học đường là cái môi trường tôi đối an toàn nhưng nó cũng vẫn có cái nguy cơ lây nhiễm cái trứng run từ cái môi trường và từ các cái cháu mà đã mang cái ký sinh trùng đó lây nhiễm cho các cháu chưa bị vâng vậy khi trẻ bị nhiễm run thì sẽ có những biểu hiện cụ thể như thế nào thưa bác sĩ khi bị nhiễm run thì tùy theo cái cường độ và mức độ nhiễm thì các cháu nó có cái biểu hiện khác nhau từ biểu hiện là nhẹ, trung bình và biểu hiện nặng. Thì đa phần những cái trường hợp mà nhiễm ít xuất hiện các triệu chứng nhẹ gần như là không có cái triệu chứng gì. Thứ hai là cái biểu hiện trung bình. Biểu hiện trung bình là khi mà các cháu nó đã nhiễm chứng run rồi, run nó phát triển với cái số lượng lớn hơn thì nó dẫn đến một số các biểu hiện cụ thể như sau. Đầu tiên là có thể là gây đến các cái rối loạn tiêu hóa hoặc có thể có dấu hiệu đau bụng, buồn nôn, chán ăn hoặc là một số trường hợp thì có thể là có ho vì cái run nó cũng là một cái dị nguyên nó kích thích cơ thể hoặc là ngứa đấy đấy là những cái biểu hiện trung bình là những cái trường hợp mà các cháu nó bị nhiễm run nhiều trong thời gian dài thì có thể dẫn đến các cái dấu hiệu ví dụ như là suy dinh dưỡng vì khi nhiễm run rồi thì run nó cạnh tranh thức ăn dinh dưỡng và vi chất trong cơ thể nếu mà nặng hơn thì run có thể gây tắc ruột hoặc là bị nồng ruột hoặc là có thể run chu ống mật mà một số trường hợp thì đã mổ và hậu quả sau cái mổ cũng rất nặng nề đấy là các cái quay ruột nhiễm run rất nhiều run có thể dẫn đến tử vong ở sau những cái tai biến như vậy những cái tác hại của run nó từ nhẹ đến nặng tùy theo cái cường độ và mức độ của cái nhiễm run và lại kể tùy theo loại run ví dụ như run đũa thì gây ra nhiều cái trường hợp gây ra tắc ruột nhiều nhưng đối với run móc thì gây ra cái thiếu máu thiếu các cái vi chất dinh dưỡng ở các cái cháu bé. Thì, thì những cái dấu hiệu thông thường nhận biết thì các bố mẹ có thể xác định được. Còn nếu các cơ quan y tế thì dùng các biện pháp xét nghiệm khác nhau. Ví dụ như là soi phân thì cũng có thể chỉ tìm thấy cái trứng run ở trong phân hoặc là khám sơ bụng thì cũng có thể phát hiện ra các cái quay ruột chứa run ở bên trong hoặc là có thể dùng các biện pháp như siêu âm thì cũng có thể xác định là trong bụng các cháu có run. Bác sĩ có thể chia sẻ cho quý vị khán giả được biết là chúng ta cần phải điều trị và phòng ngừa nhiễm run như thế nào để mang lại hiệu quả tốt nhất và nhất là đối với những đối tượng trẻ nhỏ. Cái trách nhiệm phòng ngừa và tẩy run cho các cháu cũng là cái trách nhiệm của uh, các gia đình, của các bậc phụ huynh cũng như của xã hội. Thì phải tuyên truyền vận động cho tất cả mọi người hiểu và áp dụng các biện pháp phòng chống. Thì, thì những cái biện pháp mà đơn giản và dễ thực hiện nhất đấy là thực hiện cái tẩy run cho các cháu một năm thì nên tẩy hai lần như tôi đã nói ở trên là cái khả năng tái nhiễm và phát triển của run thì thông thường trong vòng 6 tháng cho nên chúng ta thực hiện cái kế hoạch tẩy run là vào ngày mùng 6 tháng 1 và ngày mùng 1 tháng 6 thì lấy hai cái thời điểm đó chúng ta thực hiện bằng cách là uống một liều thuốc run duy nhất thuốc mà đang có hiệu quả hiện nay ở trên thị trường đấy là cái thuốc mebendazone cũng là cái thuốc mà có tác dụng hiệu quả và cũng an toàn cái thứ hai là áp dụng các biện pháp phòng chống khác. Ví dụ như biện pháp đơn giản nhưng mà rửa tay bằng xà phòng thường xuyên đấy thì cũng tránh được các cái nhiễm run cũng như tránh được các cái bệnh tật khác. Hạn chế cái chơi đùa ở dưới đất ở những cái vùng mà có nhiễm nhiều run ấy. sau khi tay chân đụng vào đất rồi sau đó cầm thức ăn nước uống rồi nó lây nhiễm mà khi ăn phải uống phải hít phải thì có nhiều khả năng dẫn đến cái cái, cái nhiễm run ở các cháu. Vâng, một lần nữa thì xin được cảm ơn bác sĩ rất nhiều về những chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, hy vọng là với những thông tin mà chúng tôi mang lại trong chương trình ngày hôm nay thì quý vị đã có thêm thật nhiều kiến thức về việc phòng ngừa cũng như điều trị nhiễm run đặc biệt là ở đối tượng trẻ nhỏ. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình đến đây là hết. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.